nhóm và nhóm 7 sẽ đưa chúng đi ngày giờ. Đấy, đấy. Đấy. Cái hãy phải đem xuống. Là mấy anh đang chuẩn bị đưa của thi thể của chú Hậu để vào quan tài của cô chú. Cái gia đình của chú Hậu thì rất là khó khăn luôn. Hai vợ chồng đều bán vé số hết của chú. Đây là người vợ của chú Hậu của cô chú. Vũ đeo khẩu trang vô mày. Vũ đeo khẩu trang vô mày.
Nó ta nè. Đưa nó cái vào lòng. Điện thoại chìa khóa có tiền không? Có tiền. Chúa chúa rừng chưa phát hiện được. Quay về. Đang cắt cái rào ra để tìm cái điện thoại với tiền của chú Hậu của chú. Chú đen luôn. Nước đen. Cả nước. Ừ. Cả nước đen. Thì nó chóc già, già nó chóc. Ừ. Theo nó chóc luôn. Nó gã. Mới 24 tiếng rồi. Hồi quá cô chú. Thì cái quá trình mà tổng chú đại diễn gia cũng khá là khó khăn đó, tại vì chú còn đâu rượu đâu. Nó ho mà
tưởng là cái gì chứ. Bây giờ cũng nói, ủa ai làm gì đó, cứ cằn cằn, cằn. Để đồ. Lát rồi.